Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách dùng Excel để gửi phiếu thông báo hóa đơn điện nước tới hàng loạt các khách hàng theo danh sách. Ở đây chúng ta sẽ có các sheet sau. Sheet tổng hợp sẽ là tổng các dữ liệu của các khách hàng. Tiếp theo là sheet phiếu thông báo, sheet này sẽ được lo từ dữ liệu của sheet tổng hợp. Chúng ta có thể click vào đây để xem trước nội dung phiếu thông báo đến từng khách hàng. Và quay trở lại sheet đầu tiên chính là sheet chúng ta sẽ gửi danh sách đến các khách hàng. Chúng ta sẽ có danh sách khách hàng, nội dung tin nhắn sẽ gửi đến khách hàng. Chúng ta sẽ chia đôi màn hình, một bên là Excel, một bên là Zalo. Bước đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành lấy tọa độ. Nhấn vào nút lấy tọa độ và di chuyển chuột tới ô tìm kiếm. Copy tọa độ ở vị trí nháp lên mục ô tìm kiếm. Tương tự như vậy chúng ta sẽ lấy tọa độ của ô nhắn tin. Nhấn vào nút lấy tọa độ và di chuyển chuột tới ô nhắn tin. Copy tọa độ ở vị trí nháp lên mục ô nhắn tin. Như vậy là chúng ta đã lấy xong tọa độ. Đây là nội dung tin nhắn mà chúng ta sẽ gửi. Và việc tiếp theo của chúng ta là ấn vào nút gửi. Lúc này Excel sẽ giúp chúng ta gửi hàng loạt tin nhắn kèm theo ảnh của phiếu thông báo của từng khách hàng theo danh sách tới Zalo. Các bạn lưu ý lúc này chúng ta sẽ không sử dụng chuột và bàn phím nhé. Khi Excel gửi tin nhắn thì sẽ hiển thị là sending, gửi sang một người thì sẽ hiển thị tại cột gửi là OK. Sau khi gửi tin nhắn xong thì ô sending sẽ hiển thị là đã xong. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.